cùng toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài xã, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những làn điệu dân ca Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi, sinh hoạt bổ ích, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Xã Vũ Hòa, câu lạc bộ dân ca xã Vũ Hòa long trọng tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ, ra mắt ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Tới dự chương trình xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể thành ông Nguyễn Đức Tường, Phó Phòng Văn hóa Thông tin Truyền thông huyện Đức Linh. Bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Hòa. Đồng hành của các nhà tài trợ trên địa bàn xã Vũ Hòa và toàn thể các thành viên của câu lạc bộ cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin giới thiệu ban chủ nhiệm và Đặng Thị Hường, Phó Chủ nhiệm. Ba, ông Vũ Đình Lâm, Phó Chủ nhiệm. Bốn, bà Lê Thị Hậu, Thủ quỹ. Xin kính mời ban chủ nhiệm lên sân khấu. Không ạ. Dạ, xin một tràng pháo tay thật lớn cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca xã Phố Hòa. Chúng sát vào nhau đi. Rồi. Tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa lên trao quyết định thành lập câu lạc bộ dân ca xã Phúc Hòa. Đứng lâu lâu đi, đứng lâu lâu đi. Rồi, ok. Vâng, xin cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, xin kính mời bà Lê Thị Hòa đại diện cho đồng chí Nguyễn Phước Cường, Phó Phòng Văn hóa Truyền thông và Thông tin huyện Đức Linh. Kính thưa quý vị đại biểu khách mời, kính thưa các thành viên trong câu lạc bộ, thì hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho chính quyền địa phương về tham dự lễ ra mắt câu lạc bộ hát dân ca xã Phúc Hòa. Thì lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị đại biểu và các thành viên câu lạc bộ, và chúc câu lạc bộ của chúng ta luôn ngày càng phát triển ạ. Kính thưa các đồng chí, thì tính đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn xã chúng ta là đã có 18 câu lạc bộ. Về câu lạc bộ của xã thì đã được công nhận thì là 3 câu lạc bộ là do xã công nhận. Bên cạnh đó thì mỗi thôn đều có một cái câu lạc bộ riêng, và câu lạc bộ của các hội đoàn thể cũng được duy trì và phát triển trong cái trên địa bàn xã ta rất là nhiều. Và một trong những tiêu chí quan trọng về xây dựng nông thôn mới đó là tiêu chí số 6. Và việc phát hiện triển nhân rộng các mô hình câu lạc bộ là một trong những gửi tiêu chí mà được đánh giá cao và cần được thực hiện trên địa bàn xã ta. Thì về mặt bằng chung trên địa bàn xã ta thì phong trào văn hóa văn nghệ cũng năm gần đây phát triển rất là vững mạnh. Và nói về câu lạc bộ đàn câu lạc bộ hát dân ca thì các đồng chí, thì theo tôi được biết ấy, thì đã được thành lập câu lạc bộ chúng ta đã được thành lập từ năm 95 với tên gọi là câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi, và đến năm 2016 ấy, thì tách ra là câu lạc bộ đàn hát dân ca do đồng chí Lương Xuân Thơ, cũng Lương Xuân Thơ ngồi đây ạ, là chủ nhiệm câu lạc bộ. Và hoạt động của câu lạc bộ được duy trì và phát triển rất là nhiều, tham gia rất ít hoạt động các hội thi trong và ngoài tỉnh, và cũng đạt được rất nhiều thành tích cao. Từ đó là góp phần phát huy và nâng cao cái truyền thống văn hóa văn nghệ của địa phương, góp phần giới thiệu các phong trào văn hóa của địa phương đối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, huyện và ngoài huyện nữa, ngoài tỉnh nữa. Thì trong những năm gần đây, tuy nhiên là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ cuối năm 2019 và đến năm 2021 thì câu lạc bộ là tạm hoạt động, không hoạt động do là dịch bệnh. Và đến năm nay thì theo tinh thần của các thành viên và yêu cầu nguyện vọng của các anh chị, cô chú, anh chị trong câu lạc bộ là muốn thành lập lại cái câu lạc bộ hát dân ca trên địa bàn xã, thì hôm nay chúng ta thấy là câu lạc bộ đã được ra mắt. Và với số thành viên tham gia rất là nhiều, là trên 30 thành viên. Và với hy vọng là trong quá trình thì hôm nay ra mắt, thì trong thời gian tới thì câu lạc bộ sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu và thu hút được thêm rất nhiều thành viên tham gia nữa. Và đặc biệt làm sao mà lôi kéo được, thu hút được những giới trẻ để tham gia vào cái câu lạc bộ, để giới thiệu và lưu giữ cái truyền thống văn hóa dân ca của địa phương.
và điều địa phía địa phương thì phấn đấu trong năm 2022 này sẽ có 40% dân số là tham gia câu lạc bộ, và cuối năm 2022 xã ta sẽ đạt chuẩn nông thôn mới cao. Vì vậy thì về dự tham dự câu lạc bộ hôm nay rất mong với tinh thần đoàn kết, với trong không khí vui tươi phấn khởi như vậy, tin câu lạc bộ chúng ta luôn đoàn kết phấn đấu và luôn duy trì phát triển mạnh hơn nữa. Và cuối cùng thì xin kính chúc tất cả các đồng chí sức khỏe mạnh khỏe và chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển ạ. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các nhà tài trợ cùng toàn thể các thành viên câu lạc bộ thân mến, các loại hình dân ca Việt Nam được cả thế giới công nhận là có làn điệu và ca từ trong sáng, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Chính vì vậy mà các làn điệu dân ca Việt Nam chúng ta góp phần cầu đắp thêm cái đời sống tinh thần cho người dân Việt Nam, và đặc biệt là nhiều làn điệu dân ca đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của nhân loại. Và câu lạc bộ đàn, câu lạc bộ dân ca Vũ Hòa thì được ra đời tập hợp những thành viên yêu thích dân ca, các làn điệu dân ca, và trên cơ sở đó thì lưu giữ rồi phát huy những làn điệu dân ca Việt Nam như là một cái giá trị của nhân loại, bởi vì đã được nhân loại công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và câu lạc bộ chúng tôi hoạt động với tinh thần là giao lưu, học hỏi, đoàn kết, tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho tất cả các thành viên trong câu lạc bộ. Đó chính là cái tiêu chí của câu lạc bộ. Và cuối cùng thì xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các thành viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng. Sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng lễ ra mắt câu lạc bộ do đội văn nghệ câu lạc bộ dân ca xã Hòa biểu diễn với các tiết mục sau: một, đơn ca Đêm Qua Nhớ Bạn, dân ca Quan Họ Bắc Ninh, trình bày Văn Hùng. 2. Song ca Vào Chùa, dân ca Quan Họ Bắc Ninh, trình bày Nguyễn Thị Bình, Phạm Thị Hương. 3. Đơn ca Ngồi Tựa Mạn Thuyền, dân ca Quan Họ Bắc Ninh, trình bày Nguyễn Thị Bình. 4. Đơn ca Bèo Dạt Mây Châu, dân ca Quan Họ Bắc Ninh, trình bày Thu Hường. Và 5. Người ơi người ở đừng về, tốt ca, do toàn đoàn thể hiện. Sau đây chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu. Thank you.